Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 67, thực hành xem đồng hồ, xem lịch. Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 80 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Yêu cầu gì đây? Tết dương lịch, gia đình robot cùng nhau đi Đà Lạt. Rồi, quan sát tờ lịch tháng 1. Đấy, chúng ta sẽ có một cái tờ lịch đây, tờ lịch này, tờ lịch tháng 1 này các em. Ok chưa? Rồi, câu 1 này, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Kỳ nghỉ của gia đình robot bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 3 tháng 1. Kỳ nghỉ đó kéo dài bao nhiêu ngày? Đây các em này, ngày 1 tháng 1 đây là bắt đầu, và đây ngày 3 tháng 1 là kết thúc. Vậy thì mấy ngày? 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Quá đơn giản đúng không? Rồi, bài số 2, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Gia đình robot đi máy bay sáng ngày 1 tháng 1 từ Hà Nội vào Đà Lạt. Họ cần thuê xe ở Đà Lạt trước chuyến đi 3 ngày để chắc chắn là có xe. Vậy thì gia đình robot cần đặt xe vào ngày tháng nào? Như vậy các em thấy này, 3 ngày đúng không nào? Vậy thì chúng ta phải quay lại cái lịch ở đây. Đấy, quay lại cái lịch nhá. Các em sẽ thấy được cái tháng bao nhiêu? Tháng 12 là ngày 1 tháng 1 đây đúng không? Đây là ngày 1 tháng 1 này. Vậy thì đặt trước 3 ngày này thì chúng ta sẽ có này, lùi lại đúng không nào? Ngày 1 tháng 1 là bay. Đúng không? Vậy thì trước 3 ngày thì chúng ta sẽ có này, trước đó nữa sẽ là ngày 31 tháng 10, 12 này. Đúng không? Rồi, tiếp theo sẽ đến là 30 tháng 10, 12. Đúng không? Và tiếp theo sẽ là ngày 29 tháng 10, 12. Đấy. Vậy thì ở đây thì yêu cầu cái gì? Đặt trước chuyến đi là 3 ngày để chắc chắn là gì? Có xe. Vậy thì các em sẽ thấy này, 3 ngày. Thì ngày thứ nhất này, ngày thứ hai này, ngày thứ ba. Vậy thì gia đình bạn robot nên đặt xe vào ngày bao nhiêu? 29 tháng 10, 12. Được chưa? Đó. Rất là dễ dàng nhá. Ta ghi đây là ngày 29 tháng 10, 12. Rồi, câu B. Ngoài ra gia đình robot muốn chuẩn bị một số món quà cho những người bạn ở Đà Lạt. Họ dự định đi mua quà vào chủ nhật của tuần trước đó. Vậy thì gia đình robot sẽ đi mua quà vào ngày tháng nào? Chủ nhật trước đó này, các em thấy này, chủ nhật trước cái chủ nhật ngày mùng 2 đây này, ngày mùng 2 đây là ngày chủ nhật đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta lại lùi nè, thì ngày mùng 1 tháng 1 đây này sẽ là thứ mấy? Mùng 2 là chủ nhật thì mùng 1 tháng 1 đây sẽ là thứ bảy này, đúng không? Thầy viết bằng số nhá. 31 đây này, đây là thứ sáu này. 30 này, thứ 5 này. 29 này, thứ 4 này. Được chưa? Vậy thì ngày 28 tháng 12 mình sẽ rơi vào thứ mấy? Thứ 3. 27 tháng 12 sẽ rơi vào ngày thứ 2. Đúng nào? Vậy thì 26 tháng 12 sẽ là ngày chủ nhật. Đấy, cái chúng ta cần tìm đây. Để cho các em phải đếm lùi nhá, nhớ về lịch mới được nha.
Rồi, như vậy ta ghi vào thôi. Mua quà vào ngày 26 tháng 10, 12. Dễ như ăn kem. Ô văn kê. Xong nha. Sang bài 3. Bây giờ là buổi tối trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Wow. Gì nhỉ? Bây giờ là buổi tối trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Câu A. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối, bố và robot cùng nhau sắp xếp vào vali những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Thời gian bắt đầu và kết thúc như hình bên. Đây, bắt đầu, kết thúc. Người ta hỏi hai bố con đã sắp xếp đồ trong bao nhiêu phút. À, chúng ta thấy này, bắt đầu này, bắt đầu đây, từ lúc bao nhiêu? 6 giờ, các em phải đếm ở đây mới được này. Từ lúc là 6 giờ bao nhiêu đây? Đây nhá, thầy sẽ chấm đây để chúng ta đếm này. Như vậy đây là 30 này, 35 này, 36, 37. Sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ 37 phút. Đúng không? Bắt đầu là 6 giờ 37 phút. Đó. Cho đến lúc kết thúc này. Kết thúc ở đây là mấy? À, các em đo đây này, chúng ta sẽ thấy đây này chính xác là bao nhiêu? 6 giờ 55, đúng không? Kết thúc này là 6 giờ 55 phút. Như vậy thì muốn tính được cái thời gian mà hai bố con này chuẩn bị là bao nhiêu, chúng ta chỉ cần lấy cái gì đây? Lấy hai cái số phút này này. Lấy 55 này, các em trừ đi 37. Đó, nó ra thôi. 15 trừ 7 bằng 8 này. 4 trừ đi 3 thì bằng mấy? 1. Như vậy hai bố con sắp xếp trong 18 phút. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ ghi đây là 18 phút. Ok. Câu B. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Sau bữa cơm, cả gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để chào đón năm mới. Họ đã bắt đầu hoạt động này vào lúc 8 giờ 10 phút và kết thúc sau 43 phút. Hỏi khi đó đồng hồ chỉ thời gian nào? Đây, các em thấy này, bắt đầu là 8 giờ 10. Vậy thì chúng ta cộng thêm 43 phút nữa, đúng không? Là 10, các em cộng cho 43. Như vậy thì sẽ kết thúc vào bao nhiêu? 8 giờ 53 phút này. Ta sẽ tìm cái đồng hồ chỉ là 8 giờ 53 phút nhé. Được chưa? Đấy, mình sẽ tìm cái đồng hồ này. Rồi. Đây là mấy? 8 giờ chưa được 45. Đây là tới 9 giờ mấy rồi. Rồi. Đây là bao nhiêu? Đây là 8 giờ 53 này các em. Đấy, đây chính xác là 8 giờ 53 này. Như vậy đây chính là đồng hồ mà chúng ta cần tìm này các em. Đồng hồ C nhé. Ok. Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời. Gia đình robot lên máy bay 25 phút trước thời điểm máy bay cất cánh. Tức là lên trước 25 phút. Đó là lúc 6 giờ 40 phút sáng. Hỏi đồng hồ nào chỉ điểm máy bay cất cánh. Như vậy thì gì? Lúc mà gia đình robot lên á, là 6 giờ 40. Đúng không? 6 giờ 40 phút là lên trước thời điểm cất cánh, đúng không? Đúng nè. Vậy thì bây giờ này, sau 25 phút nữa thì máy bay này nó sẽ cất cánh này, thì các em sẽ cộng cho thầy thêm 25 phút. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cộng số phút thôi. 5, 6 phút này. Như vậy sẽ được là 6 giờ 65 phút. Ta chưa cộng thời gian nhưng mà nhìn ở đây chúng ta hiểu nhá. 65 phút này.
thì có phải nó sẽ bằng bao nhiêu? 60 cộng 5. 60 phút thì sẽ là 1 giờ. Đây còn giấy 5 phút này kìa. Đúng không? Vậy thì 6 giờ cộng với 1 giờ 5 phút thì sẽ được mấy? Giờ với giờ này. Như vậy mình sẽ được là 7 giờ mấy phút? 5 phút. Đúng không? Đấy. Như vậy ta hỏi cái gì? Đồng hồ nào chỉ thời điểm mà máy bay cất cánh? Đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ có lúc là 7 giờ mấy? 5 phút. Chúng ta chỉ nhìn đồng hồ thôi. Đây. Chính là đồng hồ B 7 giờ 5 nè. Đơn giản không? Đó, cách chúng ta làm nhé. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái bài này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.